Tình yêu là một trong những tình cảm phức tạp và thiêng liêng của mỗi con người. Thế nhưng, chấp niệm trong tình yêu lại gây cho chúng ta rất nhiều phiền não. Làm thế nào để tình yêu thực sự giúp chúng ta thăng hoa? Hãy nghe và cảm nhận những lời Phật dạy về sự buông bỏ trong tình yêu để thấy được nên yêu thế nào trong cõi vô thường này. Yêu một người, thương một người, vì một người mà cười, vì một người mà khóc. Những cung bậc tình ái ấy hẳn là mỗi người sống trên đời này đều trải qua ít nhất một lần. Thế nhưng, cuộc sống vô thường, tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật. Lời Phật dạy về việc buông bỏ trong tình yêu giúp chúng ta cân bằng lại thân tâm, hiểu được tình yêu không phải là bất biến. Bởi vậy mà người đời có câu, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu. Khi tình yêu không như chúng ta mong cầu, không còn phù hợp nữa, khi tình yêu chỉ mang cho chúng ta đau khổ, hãy mạnh dạn mà buông bỏ, ấy mới là hạnh phúc. Lời Phật dạy buông bỏ trong tình yêu chính là để chúng ta đạt đến cảnh giới của sự an lạc sau đây. Không tranh giành chính là từ bi. Phật dạy rằng, mọi thứ trên đời đều do nhân duyên mà thành. Gặp một người, yêu một người, kết hôn với một người ấy đều là do duyên nợ đã hình thành từ kiếp trước. Nếu tình yêu có được do tranh giành, thì có gì vui vẻ? Phật dạy, trong thiên hạ không có ân nào bằng ân cha mẹ. Đời người vô thường, chúng ta không biết lúc nào cha mẹ cần mình chăm sóc, càng chẳng biết lúc nào song thân ly trần. Nếu để cha mẹ sống cô đơn buồn khổ thì e rằng đến lúc chúng ta có thể quay về phụng dưỡng thì song thân đã không còn. Trong thiên hạ, ân cha mẹ là nặng hơn hết. Thế nên Phật dạy, trong thiên hạ không có ân nào bằng ân cha mẹ. Trong thời buổi hiện nay, mỗi gia đình chỉ được phép có một, hai con. Song đến khi con trưởng thành vì công tác mà phải lìa xa cha mẹ hoặc do phải ra nước ngoài kiếm tiền mà đành cách biệt song thân mấy trùng dương. Tôi cảm thấy hành vi này là không hiếu, trừ phi vì việc công, quốc gia bắt buộc phải đi. Còn không thì dù cha mẹ có cho phép bạn đi xa kiếm tiền, nhưng thực sự trong lòng cũng đang ráng nén đau chịu khổ vì nghĩ đến hạnh phúc của con mà đành hy sinh. Bởi vậy, nếu con mưu cầu hạnh phúc thì phải bao gồm cả hạnh phúc cho cha mẹ và mình. Nếu để cha mẹ sống trong buồn khổ, thì cho dù con có hưởng cuộc sống giàu sang phú quý thì chẳng thể gọi là hạnh phúc. Người xưa có câu, phụ mẫu tại đường bất khả viễn du, còn cha mẹ ở nhà chẳng nên đi xa. Bởi đời người vô thường, chúng ta không biết lúc nào cha mẹ cần mình chăm sóc, càng chẳng biết lúc nào song thân ly trần. Nếu để cha mẹ sống cô đơn buồn khổ thì e rằng đến lúc chúng ta có thể quay về phụng dưỡng thì song thân đã không còn. Lúc đó dù ta có khóc nghẹn ngào, khóc đến buồn mắt cũng không giảm thiểu được sự quở trách của lương tâm và sẽ phải ân hận suốt đời. Hiếu thuận không phải là chỉ lo cung cấp vật chất tiền bạc, dĩ nhiên ta phải nghĩ đến những nhu cầu cha mẹ cần. Ăn cơm xong thì con dâng trà, thấy tiết trời tốt thì dìu cha mẹ ra ngoài đi dạo, thường chia sẻ những điều thấy biết của mình và thỉnh ý cha mẹ để cho song thân vui vì cảm thấy con đối với mình có sự tôn trọng. Ta thường dâng những món cha mẹ thích ăn, nhưng không nên sát sinh hại vật để cung phụng. Ta phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, quy y Tam Bảo, thực hành Pháp, tu giác ngộ, để song thân hưởng phúc lâu dài. Nên tận dụng cơ hội lo cho cha mẹ và luôn nhớ rằng sẽ đến lúc mình không còn dịp để báo hiếu nữa. Trong Kinh Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán giảng rất rõ, nếu có nam nữ nào bội ân bất hiếu, khiến cha mẹ phát lời than oán, tức thì tùy theo đó mà con phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Người thế gian chỉ sợ thiên tai gió bão, nhưng họ không hề biết sức mạnh của oán niệm phát khởi từ cha mẹ còn mạnh và khủng khiếp hơn nhiều, đến nỗi tất cả chư Phật, Bồ Tát, chư Tiên cũng không thể cứu hộ. Trong đạo tràng này, nếu như có người bái sám nào ngay từ nhỏ đã mất cha mẹ, sớm bị mồ côi, mình lại chưa đắc thiên nhãn, chẳng biết thần thức cha mẹ hiện đang sinh vào đâu, thì chỉ cần dốc sức in kinh, phóng sinh, làm việc thiện siêu độ, cầu cho cha mẹ. In kinh là giúp cha mẹ tăng trưởng trí huệ, phóng sinh trợ tăng phúc tiêu nghiệp, bố thí hành thiện giúp thêm phúc báo. Việc làm này nếu viên mãn rồi, giả như mẹ cha còn ở trong tam ác đạo, thì liền có thể được siêu bạc thoát khổ, sinh vào thiện đạo. Tuy chúng ta chẳng tạo được công đức lớn cỡ vua Lương,
Nhưng nếu quý vị làm như trên thì song thân quyến thuộc cũng có thể sinh vào nhân gian, rồi tùy theo phúc điền nhiều ít mà được hưởng phúc trong cõi người. Ta phải vì cha mẹ rộng trong phúc điền, nếu cha mẹ đã sinh vào cõi thiện rồi, thì vẫn có thể giúp cha mẹ tăng thêm phúc báo, an vui trường thọ. Kinh Địa Tạng giảng, vì người quá cố làm phúc, công đức có 7 phần thì người chết hưởng được 1. Phật nói tất cả duy tâm tạo, phải biết người tự phát tâm tu có công đức rất lớn. Người trồng phúc tu huệ, cha mẹ 7 đời đều được thọ ích. 7 đời là kể từ cha mẹ đời này trở về trước, đếm tính đến 7 đời. Nếu trong số này có đời cha mẹ nào bị đọa trong cõi súc sinh thì sẽ được siêu độ. Còn nếu đã ở nhân gian hay lên trời thì cũng được tăng thêm phúc báu.